xấu cho nghe mà trời giữ bạn nghe tắt không nha. Trời ơi, chúng ta mở câu tin nhiều lắm ta. Rồi, cô Mai số 12. 12 có 1. Cô Mai lần 2, 26. Hợp lệ. 48. Có luôn. 56. Đủ. Rồi, một phần thưởng cho cô Mai. Một cô Mai qua chùa phòng trong trai dùm con, cô Mai cũng ơn. Còn chưa qua chùa, cô Mai trong trai đối diện. Cô Mai, cô dạ rồi, một lần cho cô Trang nha. Con số 4 cho cô Trang. Có 1. Số 19. Có 2. 29. Đóng 3, đóng 3. Dạ. 2, 19. Có 3. 48. Hợp lệ. Rồi, chúng tôi đang giữ những đứa bé đây. Ai không yêu, ai không tin tưởng mà lên sân khấu để dò lại. Có cho tôi trao 2 phần quà cho cô Trang và cô Mai à. Cho Trang có tay cho những phần thưởng được không ạ? Vâng, xin cảm ơn cô rất nhiều. Xin mời bà tiến ra sân khấu để trao tặng cho hai chủ nhân may mắn ngày hôm nay. Hello bà. Hello ông Bôi đặng bá. Hôm nay có những người đẹp phục vụ tấm vé đặng tay. Thì vé hôm nay Vũ Mai phục vụ là hoàn toàn miễn phí nha quý anh chị. Quá buồn vui quá mọi người ơi. Có nhu cầu chúng ta chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay lên thôi thì những người đẹp chúng em sẽ đến tặng phục vụ tận nơi nha. Thì vâng, còn bánh kem ú của chúng em thì có rất là nhiều món ngon à. Ngoài ra thì có bánh canh cô ú và có thân ngũ khác nữa. Các anh chị có nhu cầu thì có thể ghé vào quán chè và dừng chân ở đây để ăn một tí chè cho ấm lòng ấm dạ nha anh chị ơi. Rồi xin mời tặng phẩm nha. Rồi tặng phẩm vừa ra tới đây luôn. Dạ vừa rồi thì cô ba và cô bảy có ủ thôi được đấy nha. Rồi cảm ơn hai người đẹp rất là nhiều. Ngay bây giờ bên dưới chúng em đang có những người đẹp phục vụ những tấm vé tặng nên nha. Đang nhảy tên năm em tên tâm chưa? Nó có. Dân đẹp ở đây, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng chờ. Bây giờ Lan coi livestream này đi một chút. Dừng thời gian. Đó coi livestream này đi rồi chút Lan sẽ. Và đi tới đây bằng xe ôm. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe giọng hát của cô Hai. Nó lan mùa. Hello Bình Trần. Mọi người ơi vào xem livestream nha, là xe nha mọi người. Nhân viên lý do kỹ thuật mà biết không đúng. Vì hai cái hà em nói tiếp. Mà livestream có mình hà. Vui không ha? Nhân viên ơi, đi đâu mà trời mà gà mà chắc phải đá mập và phải chi quý vị dừng chân cái đại này đây. Quý vị không ăn chè cũng được. Quý vị tới đây, quý vị coi em hát, em biểu diễn. Tới đêm nay đặc biệt là khai trương quán cú. Là thay đổi chi nhánh này và đặc biệt là sẽ mở chi nhánh nữa trong những cái ngày tháng 8. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, tất cả quý vị ở Bình Dương cũng như là tất cả quý vị ở trên khắp cả nước sẽ tới đây ủng hộ cô Ú, ủng hộ nghề, cũng như là ủng hộ những tờ giấy lô tô của mấy bà con nhà em. Em tất cả những tờ giấy lô tô là miễn phí nha quý vị ơi. Bình thường trên đáp 10.000 một tờ, nhưng mà hôm nay đó là cô Ú là chơi lớn luôn. Đó là cái ngày khai trương. Tiền chung vui với cô là chúng em lặn lội từ Scott tới đây. Nếu mà chuyện tất cả quý vị có mặt từ có kèm ra già 50 mấy người xem rồi, mọi người xem lấy chim nha nào. Nghe đầu khác của Nhi Hai. Chào lòng. Rồi em hát với Nhi Hai nha. Hello Chuyên Phạm. Hôm đeo qua phương đời. Ủa này ông làm ở dưới kia à? Rồi thèm thuộc nhiệt vắng đi
live stream ra đi mọi người, xem live stream nghe nè. Hello Trần Kiên, hello chị Diệp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin hello em. Bây giờ chạy show rồi mọi người ơi. Đủ không? Vậy với em đâu có đủ đâu. Còn đủ không? Đủ không? Không. Hello anh Phan Ngọc Luân. 955 các bạn 8. Chạy xô, chạy xô. Gì vậy? Nô cười nguyện. Anh đi. Trời má ơi, ai biết đâu ấy. Thôi vậy nghe, tao đang làm vậy nha. Anh nói nghe nè, anh kiếm cái tiệm điện thoại nào á cho em vô mua cái. Có. Ở nhà cả đống luôn á. Ừ, hát sớm Thiên Quang ơi. Hello Minh Quy. Cảm ơn chị Vàng Mộng Đẹp Nguyễn. Hello, hello, hello Bì Nguyễn, hello Bì Phạm. Hello Thành Duy. Hello Kevin Lâm. Nắng quá trời nắng. Tập rồi có nắng. Các cô bạn biết rồi. Điện quý vị, mọi người hát trong một chỗ rồi, bây giờ đang chạy qua chỗ thứ hai. Hello, ủa em đang đâu vậy? Ủa vậy hả? Đi rồi hả? Tưởng là mày chưa đi, nhờ kén qua nhà anh ta lấy giùm thiệp. Tại con Minh Trung nó không đi kịp. Nên là định nhờ em lấy cái thiệp anh ta bỏ vô luôn. Có mang tiền nữa không? Vô em coi nó có mà. Đây chắc có mà. Em hello Pháp Lý Cao Quốc Khải. Sắp, cắm vô trong hát không, mừng cái ca trương của Ú nè anh Nhân. Anh Quy. Năm chiếc trú hello. Lắm. Thế không anh Luân? Ủa cưng không có kêu được hả Tân?
Dạ em hát bậy bạ thôi mà, thôi để cho mọi người hát đúng trở rồi. Lẹ thấy đông quá trời thì đó để mọi người hát trở lẹ. Dù Minh Quy nè, nóng ra chơi Minh Quy, dù ít người thì mình không có nha, vô hết rồi có. Không có đô người thì mình còn chọn để mình hát đô anh Kiệt. Hello anh đã về sách. Ừ sao cái dây đó hả, quên em hả, vậy hai quên em hả? Nó kêu là quẹo ra một xíu à, à FPT này FPT có em dòm hỏi luôn rồi em. Hello chị Lan, cái đầu nối của iPhone rồi rồi chứ đầu chắc đúng không? Không, cái đầu nối của cái, iPhone cái đầu nối để mà gắn tay 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 phone đó, đầu nối iPhone dẹp em nói vậy đó biết. Hello chị. Có. Đây có mà, FPT. Trời, con mắt mà không có cái chân mày nhìn nó thấy như sao đó. Thì nó vô hồn, vô dễ dễ sợ. À, nó đeo mắt kiến á trời. Ồ, không đeo mắt kiến không biết sao nữa trời ơi. Thì là đàn ông giống hú á. Thiệt đó. Ở bên em nó bị trôi hay sao vậy cưng? Phải, nó bị rớt lông mi á cái này. Chi. Ồ nó ra đàn ông lắm á cưng. Nha. Rớt lông mi cái xong rồi nó không chịu tay luôn. Rồi chắc có. Có rồi, có mà đây có mà. Lâu vậy. Hello bé yêu, ui bé nghe. Ủa rồi lát mọi người qua bằng gì? Xe hơi hả? Em biết mà. Chắc đi taxi. Ồ chứ đội đi xe máy làm sao được. Hello, bà nào bên ấy đầu tóc cao chùm nhầm. Ở nhà đầu nói anh cả đống luôn á, hai ba cái để đâu làm phải mua. Hello chị đẹp. Hello Hoàng Ti. Con có vé dòng này trở lại đây. Có không em? Hả? Cái dạ. Có không? Có hả? Mà tên coi thử. Có phải? Trời nè, cái dây nè. Ủa. Lô cho Hoàng Phúc. Nè em ghim vô dòng cái iPad đi. Ê ở đây nó có hay quá ha. FPT mà. Là cái này là mà. Cái này được chuyển hướng. Tại vì nó theo nó. Đúng rồi, nó theo máy. 200 mấy đó. Nó có gì? Nó đồ của hãng, mình nghe đồ của hãng thôi. Hãng kỹ. Hãng 200 mấy. Nó bảo hành 1 năm á. Nó nói hả? Ừ, nó có giấy tờ mà. Có hành toàn quốc không? Toàn quốc á. Nó có hư thì từ Sài Gòn đi xuống đây sẽ... Còn đang gấp mà nó cà rề. Nó đế mẹ. Nó rề. Chạy dư là tắm. Không có khăn gì để khô á.
hôm bữa anh hát bên kia đã bị rồi. Nó không có, nó không, không quất hả? À? Không có nghiêm được mạnh quên, chiều đi gấp một. Trời ơi, anh đập lại mặt cho em á. Ủa vậy hả? Với tốt nghiệp. Tốt nghiệp á. Áo đẹp ha. Lê Lập hả? Áo của anh. Vậy là cũng biết nhau hết trơn rồi. Ừ. Quen không mà. Quen hết á. Là gì đó. Với cái lương mà. Cái gì vậy? Cái lương nghe cũng lạ lắm à nghe. Hay hay luôn. Nghe cũng được lắm à nghe. Hỏi được anh hát hay. Sao Đạt nghe hát đồ là hay. Học cái lương đó. Dễ thương mà hát. Hát hay luôn. Tôi lên tôi dần cỡ cái. Nè. Hát dễ thương ha. Chín năm năm. Đạt chụp hình nuôi quá trời. Chín năm năm hay là chín chín năm. Chín năm năm. Cục. Ừ. Em tốt nghiệp cũng được gần năm rồi đó. Vậy hả? Gì lẹ vậy? Ừ, tháng 6. Vậy tháng 3 rồi. Ê, mắt không có lông mi ghê quá. Xúc kẹo. Ủa ai đọc vậy? Không biết mà. Thâu sẵn. À, bây giờ là hai đứa mình hát trước đó hả? Cho câu cho kéo lên kêu qua hả? Biết rồi. Tại sao vậy? Như vậy đó. Xin được trân trọng thông báo đến toàn thể tất cả quý vị và xin được trân trọng kính mời. Mọi người tới điểm thứ hai rồi nha mọi người ơi. Sao vụ gì? Ngồi đi, ngồi đi. Làm mình sao mà đông xuống luôn. Bác sĩ đi cho chọn đăng tỏ. Có gì giờ đâu chị Sài Gòn thấy đâu rồi có gì nhắn tin cho đi mai giao ha. Nhắn tên người nhận hàng địa chỉ với lại ăn cái gì ghi vô ha. Giờ này mà nhắn tin gì giờ sao dán không dán không nên dán không. Ok mẹ đi không sao đâu mắt kiến mà kiến đỏ như này. Chào chào chim đức tài. Chè nó bán là có sầu riêng mà. Các trọng thông báo của chúng mình còn để tất cả các vị có thể cùng tiến sẵn trong bên trong thưởng thức những món chè ngon đặc biệt đến từ chè mâm đồ uống Bình Dương.
sự xuất hiện của người đẹp Long Trà. Về địa chỉ mới gì ơi là số 53 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tức là đối diện công trai Diệu Hạnh như quý vị, đó là cơ sở 1, còn đây là chi nhánh 2 của Ú đó. Và ngày hôm nay thì rất là vui được mọi người ghé, và sau khi mình muốn lăn thì bắt đầu chúng ta hãy cùng đến với giò lôi tô với quý vị, hoàn toàn miễn phí và dành những phần quà hấp dẫn nhất dành cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Hay quá trời ơi. Rồi mời bà Lâm bà vô xong hết đi. Mọi người ơi, kêu lô tô mọi người vô coi đi mọi người ơi.
tôi là cô Ú Bình Nguyên. Và bên cạnh đó, bên đẹp ca sĩ Diệp Thanh Trần, ca sĩ Bích Chi và dì Hai rất là đỏ cho sân khấu tất cả quý vị. Và hàm hồ cô Năm Trà dễ thương, cô Ba Trà Xuân. Và bên cạnh đó là Tiêu Minh Phụng cùng Võ Minh Đạt. Đó là chân thành cảm ơn toàn thể tất cả quý vị. Và chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu để trở đến toàn thể tất cả quý vị những tiết mục đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và tất cả quý vị cùng đến cùng thưởng thức trong chương trình sẽ có cơ hội nhận được những phần quà đặc biệt của chương trình ngày hôm nay mang đến cho chương trình gọi logo tất cả quý vị nha. Xin được cảm ơn đoàn Lân Sư Rồng rất nhiều, rất dễ thương. Hơi ồn nhưng mà không sao, có khai trương nó ồn vậy nó mới vui. Dạ bà con cô bác thân mến, mình đứng á, mình né né xích vô để xe ta chạy để hơi có chuyện nha. Đó, đứng xích vô đây nè, rồi lát kêu lô tô miễn phí nha, có tặng quà. Đó, đu sát sát vô đây đi. Để thôi, ví dụ như rảnh á. Hả? Phải bám vô trong đi, còn mấy nhào vô quán ngồi luôn cũng được, nó chè nó ngon chết, đứng quải dòm dòm không gì mấy mẹ. Mà nghe màn hình của tôi. Con này nè chè đâu tao ngon chết, đứng quải dòm dòm. Nè bây giờ nè, một mâm là 10 chén, bây giờ mọi người mua một mâm vô ngồi. Ủa chưa đâu. Hả? Rồi sao nữa? Rồi nè. Dạ. Sao nhỏ xíu vậy trời? Nhỏ quá. Được không? Nói vậy hồi thấy mẹ luôn à. Anh đi tốt anh bỏ. Trời ơi, mẹ tính Sài Gòn không bỏ chết luôn á. Trời ơi. Nói chứ bà con cô bác mình á, mình né né xếp vô để xe nó chạy nha. Ở trong này còn trống dữ lắm nè, bữa nay khai trương vô tư. Cứ đứng đi nha. Đó, rồi chút xíu mấy cái người đẹp của chúng tôi tràn xuống dưới phát vé được quý. Dò lô tô nghe bữa nay không có bán theo cái điện. Dò lô tô chơi cho nó vui rồi cái bắt đầu tâm. Mình lập thưởng. Giải thưởng lớn lắm hay ấu lên đây biểu em. Dạ, giải thưởng là gì, gia gì? Trời ơi, quán của em là quý vị, giải thưởng là da heo chiên tỏi ớt. Ủa chứ không có tặng chè hả? Chè là mọi người thưởng thức rồi, mình tặng da heo mang về vậy hay không? À vậy đó hả? Nhiều khi ngoài kia chưa có được thưởng thức thì đứng dòm dòm không dám. Và bây giờ những người đẹp với chúng tôi, tất cả quý vị phát qua những tờ lô tô cho toàn thể tất cả quý vị nha. Và trên sân khấu những ca sĩ khách mời của chúng tôi sẽ gọi lô tô. Và bên cạnh đó ai đoạt giải sẽ nhận được những phần quà đặc biệt từ chương trình toàn thể tất cả quý vị nha. Cứ lấy vé, không có bán. Không có bán, tất cả quý vị vé miễn phí và quà tặng cũng miễn phí. Tất cả quý vị ở phía bên ngoài xích vào bên trong giường. Nói chung là bây giờ vé tặng miễn phí mà tặng luôn cái con khùng đang bưng vé ra nữa, ai đưa hốt năm con nghe. Cô Ba Bình Dương đó quý vị. Dạ, tên giấy khai sinh là Phạm Cường. Hả kỳ vậy? Cường Phạm. Ông phải. Trời ơi em là cô Ba Vàng Bạc. Cô Ba Vàng Bạc hả? Cô Ba Vàng Bạc. Trời ơi cái này mấy cái chỗ ấy ngày 16, 12 ta đốt nhiều lắm nè. Đó bây giờ là tặng miễn phí nghe. Ai có vé chưa, ai chưa có vé được. Tất cả quý vị nào ai chưa có vé giơ tay lên nha. Nghe nè, ở mé bên lộ Bệnh Thắng qua đây đi. Đứng bệnh dòm dòm đâu có vé được. Đó đi xích vô mỗi người vé ngang 3-4 vòng lận. Rồi bây giờ mình kêu hả chị? Rồi đâu rồi, trong nhà có vé hết chưa? Trong nhà người 2 miếng ngang. Có ăn chị? Để tất cả quý vị ơi, chùm thử nước chè. Và bên cạnh đó là nhận những tờ lô tô nha tất cả quý vị. Sẽ có những phần quà đặc biệt từ cô Ú Bình Dương mang đến để gửi tặng cho toàn thể tất cả quý vị trong chương trình. Bà con cô bác thân mến, vé thường thường, giải thưởng thường thường, lặn hũ da heo chiên tỏi ớt. Còn vé đặc biệt là mỗi người bưng bà này về đó. Phía bên trong có thực đơn với thực đơn rất phong phú và đa dạng với những món ngon đặc biệt từ chè mâm Cô Ú. Phía bên ngoài thì tất cả quý vị có thể cùng xích xích vào bên trong lề đường. Bên ngoài là đường lưu thông xe chạy rất là nguy hiểm. Tất cả quý vị hãy thưởng thức chương trình bằng một chương trình thật ấn tượng. Và bên cạnh đó cũng phải an toàn đến toàn thể tất cả quý vị. Đúng rồi, bà con cô bác mình ơi, ở đây còn trống chỗ nhiều lắm. Cứ sắn vô đây đi, đừng có ngại nha. Phan, vô vô. Bây giờ trước này em mới... Ai làm vậy? Hỏi vậy ai nè? Trời ơi, nó chỉ, tao không biết lộn cái gì má. Con tức dài quá à. Tức bà nói. Hôm nay là ngày ta khai trương. Ta nói gì đó. Con nghĩ sao cái mũi vậy hả? Trời ơi! Nó nghe nè, cái này là tại cái thằng quỷ in cái này, phải tại tao đâu mình nhiều lắm. Trời ơi, khai trương người ta rửa cái mặt kìa, thấy ghét không? Nó nghe khai trương, không khai trương, không quan trọng, cái đó thương hiệu của con đó má. Trời ơi, ghét con lên mạng rồi, con làm cái gì con thử tại không, bây giờ đưa vậy là đúng thương hiệu nào. Vậy mà nãy bên kia, giọng hát trời phú. Trời phú tại mấy bà bơm, chứ tôi đâu có đi kêu. Bỏ vậy, cái môi giật giật bữa nay bớt cái môi chè, môi chè đâu? Hả? Môi chè gì ở đâu? Trời ra ngoài trời quá
kỳ lắm cưng. Bữa nay nhường cho cưng rồi đây, cái môi này nó bội quá. Phải chứ cái giả gì hai con có đi, con trẻ thêm. Không, có chứ. Bữa nay thì hai con rồi con. Rồi giờ sao kêu luôn nha, kêu luôn nha. Rồi dạ, kêu đến nhà đi đây. Số gì đây? Mời cô bác có giấy chồng này trở lại đây và nghe kêu số. Số là con mấy, còn bảy gì đây? Số gì đây? Ba gì đây? Ba gì đây? Có giấy chưa anh chị ơi? Mình chờ mình xúc xúc vô xíu nghe chị cho đường xe lưu thông anh chị ơi. Số gì đây? Số gì đây? Ba gì đây? Ba gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Đủ giấy hết chưa em ơi? Chưa, bà con cô bác có ai chưa có số hơn, có lòng chưa có ghé hơn. Số gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Ai đang đi trên đường đây, tai lắng nghe muôn câu hò đêm nay. Dù đây anh, dù trời khuya em vẫn đưa anh về. Dù trời khuya em vẫn đưa anh về. Muôn câu hò 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 khoan ra mái gian trong đêm dài. Ngày trời làng chiều hôm nay đang mãi muôn theo tiếng dài. 32 32, số đầu tiên dò, chọc chọc vô 32. 32, số gì đây, 32. Chọc chọc vô, gạch gạch vô, con gì đây. Mấy bà, nhộn, ai nhộn. Con số 1, con số 1, biết con đồ cho mấy bác. Con số 1, thì con số 1, con số 1. Shine.
26 có ai kêu chưa, có ai để chiều sau lâu quá là ba. 32 có Nhị Thiên Đường, 49 có Tăng Tông Miếu, 58 49 đúng không? 49 rồi có luôn, 58 58 hợp lệ nha. Rồi chúc mừng bé trai đã có kinh nha. Rồi số thứ hai là của chồng con nha mọi người. Con số 1, 32, 49, 58, 2 với y chang. Rồi chúc mừng ông xã. Rồi em trả trứng lại chị nè. Trở lại và lại hại hơn nữa. Tôi đã các quý vị thân mến, và một dòng loại vừa qua cũng đã có hai vị chủ nhân đoạt giải và nhận được hai phần quà từ chương trình của chúng tôi. Còn ngay sau đây, trước khi đến với chương trình tiếp theo và chương trình là London tiếp theo, thì ngay sau đây toàn thể tất cả quý vị sẽ cùng được thưởng thức qua tiếng hát tới từ một người đẹp rất đặc biệt và lộng lẫy tất cả quý vị. Ca khúc Giật Tóc Bông Mát Lên Nóc Nhà Bắt Con Gà đến từ Dì Hai sẽ gửi tặng toàn thể tất cả quý vị qua nhà phẩm được mang tên Cháo Linh Ba. MC dễ thương quá hà. Dạ thưa quý vị, trong cái lúc đó mà hai hát đó, hãy bà con cô bác nào chưa có vé giơ tay cho tôi không? Rồi bà con bé ở bên lộ đó là bên đi qua bên này dụng cái đi qua bên này mới có vé dò lô tô có dò chứ ta ha ha. Cũng gì vậy chưa mà làm vậy? Rồi còn bà con là đứng trước sơ xe xếp vô đây cho nó vui ha, ở trong nhà được mỗi người hai vé ha. Dạ. Dạ thưa quý vị, bữa nay đây khai trương uống ú. Thôi bà quyết định bà ngồi đây luôn đi ha. Bà có hát với tôi không? Rồi thôi bây giờ hai dì cháu tôi sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề Mời Anh Về Thăm Quê Em nha. Đó. Bà con ơi. Quê mưa quá trời ơi tôi... Em ơi phát vé cho anh chị bên phía xa xa nè em. Bà con ơi mình lợi mình ủng hộ nghe. Qua điểm 2 rồi, qua điểm 2 rồi. Chi nhánh 2 là ở 955. Mà trước tiên 955 các bạn. Chỗ ai cái kia nó vui nè. 955 các bạn 8 là anh Nam. Vỗ tay ta hát cho nó vui coi. 1 gần đài truyền hình, gần đài truyền hình Bình Dương. Ờ. À. Vô đi. Thank you.
ngọt hơn chè mà ba em nấu được hay hơn. Dạ hai. Gì vậy má? Tiền nãy giờ muối dưới độ 300 ngàn. Muối hồi nào? Mới nãy giờ muối trong cái con điên luôn. Trời ơi, tao hết hồn, tao tính là hai con điên nào đâu không chứ đây, tao biết hai. Bây giờ không biết gì, tao chạm 300 ngàn bây giờ. Trời ơi, mày xấu bên nhà lòng luôn mày ơi. Trời ơi, con chạm 300 ngàn bây giờ. Chưa đổi quần, chưa sợ. Ai ơi, chứ nói tới ba dòng máu trong người lận đó. Máu gì vậy con? Máu đàn ông, máu đàn bà, máu chó nữa. Trời, mái tóc đẹp quá hà, đâu rồi? Chết cha rồi, ủa không có hết hồn hả? Diễn hơi chậm nha má. Vậy mọi người ơi, thôi chị trả cổ nè. Đó, tất cả quý vị đang cùng xích xích vào bên trong, tất cả quý vị phía bên ngoài là lề đường xe chạy rất là nguy hiểm, tất cả quý vị nha. Quý vị ơi, có ai chưa có vé? Ai chưa có vé không à? Có ai chưa có vé không à? Chúng tôi sẽ trao vé toàn thể tất cả quý vị, vé miễn phí nha anh chị ơi. Có ai chưa có vé rồi mình sổ được rồi quý vị ơi. Rồi bắt đầu ai dạ, có vé trên tay chuẩn bị hướng mắt về sân khấu để chuẩn bị. Giờ số. Nhạc đi anh ơi, giờ số. Anh ơi cho bú xịt lên đi anh. Rồi có rồi má. Yeah.
vừa qua đã có hai chị bánh bèo da vừa kinh qua. Bé cùng Phạm nè, bé cùng Phạm nè. Dạ rồi, cho em mượn một vé được không ạ? Cho em mượn một vé xin được. Cho em mượn một vé được không ạ? Chị ơi, chị bèo da. Dạ rồi. Dạ rồi, chị cánh hàng nào vậy chị? Rồi, hàng con số 9. Chị tên gì chị ha? Chị Hải. Dạ rồi, xin được chúc mừng cho chị Hải nha. Chị Hải số đầu tiên, số 9. Trời, đàn ông quá mà. Số thứ 2, 16. Có 2. Số thứ 3, 25. Có 3. Số thứ 3, 53. Có 4 à. Rồi, 53 có 4. Xin chúc mừng chị Hải. Ôi trời, không tay nồng gì có chị Hải được không ạ? À? Dạ vâng ạ. À. Rồi, chị giữ cho mày lắm đây nha chị. Chị tên gì chị ha? Phương. Dạ rồi, cho hot girl Phương nha. Chị kinh hàng nào chị? Chị kinh hàng này, phát triển rồi. Số 9 vừa kêu qua. Có 1. 16. Có 2. 25. Có 3. 53. Đủ 4. Rồi, chúc mừng hai chị. Vâng ạ. À. Ngày hôm nay là ở quán chè Lô Tô Cô Ú. Chúng ta sẽ có chơi Lô Tô miễn phí, thưởng thức những món chè rất là ngon. Và phần thưởng chúng em chúng đó là một hũ da heo chiên sóc muối. Cái cú ngày nào cũng sóc nha mọi người nha. Dạ rồi, mời chị mấy người một hũ giùm em ạ. À. Rồi. Trời ơi, chị Hải cho quà, tại vì Hải giống như chửi cho mặt người ta vậy đó. Chửi đâu chửi con, cái đó là cái tấm thân thiện của dì đó con. Trời ơi, cái môi của dì hai với cô ba rất đẹp, tất cả quý vị ơi, giống hai cục thịt bò. Đẹp ha, dì hai, xuống sân khấu bọn dì hai chơi khô bớt của MC này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử sự cuộc hội ngộ của cô ba Vàng Ngọc với lại dì hai. Không có đâu à. Này là ba Vàng Lá, chị Ngọc cái gì? Mã em hả? Nghe nè, dạo này dì hai có thấy anh Hùng đi qua nhà bà Tư không? Anh Hùng nào con? Anh Hùng đẹp trai gì đó phải không? Cha Xuân Hùng. Chạy Xuân Lai hả? Con cha Xuân Hùng đó. Ồ, chạy cái Hùng đứng sau lưng mày kìa má. Con cha Xuân Hùng nó qua nhà bà Tư á. Nó qua nói chuyện gì vậy dì hai? Con ơi, con nói cái gì với bà Tư nghe con? Nó qua nói chuyện với bà Tư nghe. Nghe rõ nè. Bà Tư nghe đó, đừng có bắt con đường phạt bả quốc. Mày vô luôn đi. Bà Tư Nha hả? Dạ. Con số gì ra cờ ra con mấy gì ra. Con mẹ Tư Nha là con 43. 43 nha mọi người. Đi bán vé mấy má ơi, bán vé mấy má ơi, ngồi qua ơi hả? Đâu có bán đâu con. Đi bán vé, trời ơi trời. Thấy giả bùi xèn không bán vé. Ngồi mặc cái thay hả? Mày mặc nhất cái con quỷ. Những điều đẹp của chúng ta ngày hôm nay là náo loạn tại chè mâm cô Ú tất cả quý vị. Và bên cạnh đó thì người cao nhất và đẹp nhất và lộng lẫy nhất và kêu xa nhất và đỏ nhất đó là dì hai. Hả nữa hả? Sao một mình cứ hoài vậy cho nội? Và tất cả quý vị ơi, ai chưa không có vé thì bây giờ bộ phận của chúng tôi sẽ gửi vé đến tất cả quý vị nha. Tất cả quý vị sẽ cùng dò số. Và ngay sau đây trước khi chúng ta đến với phần 3 của chương trình dò số lần thứ 3 thì tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe tiếng hát đến từ người đẹp. Vậy là Hân. Gì vậy? Thôi để giới thiệu lại cho. Đúng rồi. Chị chọn cái đẹp. Chọn này lúc, chọn này lúc. Dạ chị hai giới thiệu đi. Vô đi ông nội tất, ông nội đi vô. Dạ kính thưa bà con cô bác thân mến, nếu mà quý vị mà bà con cô bác mà thường coi chương trình mà Lô Tô mà Sài Gòn Tân Thời ở trên mạng đó, quý vị sẽ thấy cái người đẹp này nổi tiếng điềm đạm dễ thương, cái giọng chót vót của một cây rất hay rất dễ thương nha. À, hả đâu anh? Chưa có chơi Lô Tô mà đi gì vậy? Cái gì? Con bắt chém mọi người đẹp bóp vú không à? Vú giả kệ mẹ nó đi con. Vú mới là 3.000 hết. Trời ơi 3.000 đồng hả? Uống nó cho lại 5.000. Dạ thưa quý vị, tràng pháo tay nồng nhiệt cùng chào đón nè, vỗ tay nha, tôi nói là phải vỗ tay nha. 1, 2, 3, thưa quý vị, nữ người đẹp ca sĩ Diệp Thanh Thanh, vỗ tay. Phải hùng hồn vậy chứ, chị đẹp quá chị. Cảm ơn dì hai. Vâng, và lời nói đầu tiên bởi vì Thanh Thanh cũng xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và có mặt cho tôi đêm nay lời trước xin gửi lời chào đến tương và trân trọng nhất và cũng kính mong toàn thể quý vị mình đến đây và ủng hộ dùm cho quán chè cô Ú Bình Dương nha. Đó ta cũng là ngày khai trương thì Thanh Thanh cũng gọi chúc cho cô Ú được làm ăn phát tài được hồng phát. Còn bây giờ trong khi chờ đợi những đứa bé thân thương quý vị mình ơi, hãy đứng thẳng vào bên trong quý vị, ghế còn rất là nhiều luôn cô chú chị mình ha, đó ủng hộ cho những cái chè rất là dễ thương và bé tặng cho quý vị bình miễn phí luôn và quý vị may mắn sẽ chọn cho quà, đó là những món quà đem bình là quà lưu niệm. Còn bây giờ ta đang sẽ gửi đến tập thể quý vị một bài hát của anh nữ nghệ sĩ Bình Tinh viết lời lại, đó là một bài hát mang tên Y Chàng Hài Lúa.
phía bên ngoài, chúng ta sẽ xích vào bên trong. Tất cả quý vị ơi, tránh tình trạng ủng tắc giao thông và đường lưu thông xe chạy rất là nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn đến với chè mâm cô ú thì tất cả quý vị sẽ xích vào bên trong. Và phía bên trong của chúng tôi còn rất là nhiều ghế tất cả quý vị. Quý vị thật sự biết bác sĩ nào hay chỉ giùm em. Cha cha, anh nghe nói vậy nè cha, mình mà phát hiện ra người bị vậy nè, mình đưa qua bên Biên Hòa và bên Trung ương 2 mình được 150 đó em. Vậy hả? Thì em bây giờ mình đưa đi đi. Không, em bỏ vô 3 triệu. Tội nghiệp nhỏ này.
Trời ơi, thôi ngoan ngoan, mẹ thương nè. Xíu mày vô mày cho ăn cháo nghe không? Nè. Cho chồng nghỉ đi con, vô chồng nghỉ đi. Vô nghỉ đi cho ăn cháo đó. Thiệt ơi, con đứa con khổ quá quý vị. Mày hốt một hồi lên tới cái chỗ Nguyễn con. Có một đứa con thôi mà nó là giới tính nó không bình thường mà nó không bị khùng nữa. Rồi chuẩn bị nha năm trời ơi. Dạ. Mở thưởng nha âm nhạc. Và bây giờ mà quý vị chúng ta cùng bắt đầu mở thưởng nha. Chuẩn bị những la lá chia trên tay. Những cái tâm trên ra chuẩn bị chọt nha quý vị. Quý vị đang cầm tâm và lá biếu trên tay chuẩn bị chọt chọt vô quý vị ơi. Sụp gì nào, sụp gì nào, sụp gì nào, sụp gì nào bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo đủ người tặng người bay lên cao. Thank you.
Và lại sau cùng thì Ú xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối ngày chủ nhật.